Alo cả nhà, sáng nay nhà mình đi làm nhớ dưỡng da nha, nhớ bảo vệ da của mình với sản phẩm ANZ nha. A to Z sản phẩm này mới về Việt Nam trong tháng 11 này luôn. Thì nói chung là sáng nào như cũng luôn luôn có cái thói quen á là sử dụng chống nắng để ra ngoài. Có ngày thì như thích á, thì như sử dụng cái này nè. Cái SPF 50, cái của Novay SPF 50 này nè. Còn mới tháng 11 thì mình có cái này thì mình sử dụng cái này. Nhưng mà Như cực kỳ thích luôn á nha. Như cực kỳ mê cái em này luôn. Bởi vì cái em này á là cái kết cấu của nó là cái kết cấu dạng lì. Cho nên khi mà mình thoa lên trên da là nó sẽ lì xuống, nó không có làm da của mình bị bết rít và nó thẩm thấu rất là nhanh. Thí dụ như sau khi mà mình bôi lên á là khoảng tầm 5 giây cho tới 10 giây à, là cái sản phẩm nó sẽ lì xuống y chang như là cái da mặt thật của mình luôn á. Cho nên là rất là thích nè, mình thấy không, nó nâng tông da mình ok lắm luôn nè. Đó thì cái này là cái phần mà mình chưa có đánh nền, phần này là mình đã đánh nền rồi nè. Đó thì Như á thì da của mình thì cũng tạm gọi là được thôi, chứ Như không biết là có đẹp, Như theo Như thì chưa có đẹp đâu. Cho nên là mình đi đâu á mình phải bảo vệ rất là kỹ. Người ta nói á là dưỡng á cho đẹp á thì nó đã quan trọng rồi, nhưng mà bảo vệ và duy trì cái sự đẹp của da mình thì nó lại càng quan trọng hơn. Nếu mà mình dưỡng da mình đẹp rồi nhưng mà mình thấy đẹp rồi mà mình không dưỡng nữa đó thì cái vẻ đẹp đó nó sẽ không có lâu dài, nó không có bền á. Thành ra là mình phải bảo vệ da của mình. Thì thường thường là thoa thì như thế, thoa vậy thôi. Thoa nhanh ha. Xong vậy thì cái kem nền, cái sản phẩm ANZ này á, là một cái dạng mà của BB cream nha cả nhà, vừa là kem nền vừa là dưỡng da vừa là chống nắng, tất cả luôn ở trong một tuýp này thôi. Cho nên là đi đâu mình chỉ cần thoa một tuýp này là rất là ok rồi. Thí dụ như da của bạn nào mà da dầu á thì mình có thể đánh phấn thêm một ít phấn để cho nó thoáng cái da của mình. Còn nếu mà da khô á thì mình không cần phải đánh phấn luôn, nó sẽ tự động nó lì xuống luôn đó. Thì mình chỉ cần thoa một ít son môi là coi như xong, xinh đẹp để lên công ty nè. Rồi mình xịt nước hoa. Ngày hôm nay thì Như sẽ xịt cái chai nước hoa này, Amber màu xanh nha. Chai này á, là dành cho người cũ đăng ký hồi tháng 7, tháng 6, tháng 5 trở về trước á, thì mình sẽ có cái chai này. Cho nên các anh chị nào mà mình có người cũ thì mình nhắc người cũ lấy chai nước hoa này nha. Cũng như là mình dùng wellness, mình dùng một gói wellness. Bữa giờ Như ngày nào Như cũng dùng hai gói không à. Ok, bây giờ là đủ đẹp rồi, bây giờ thì mình lên công ty thôi.